Ngoài bánh kẹo thì quà Tết tặng gì được nhỉ? Và mình đã quyết định tặng một bộ đồ dùng gốm sứ cho những người thân yêu của mình. Cá nhân mình thì rất thích sản phẩm ở đây vì nó không đại trà, hợp gu mình nữa, kiểu nhiều màu sắc nhưng mà nhã cực. Và cái video này không được tài trợ để quảng cáo nha. Thực ra thì tiệm có bán set quà Tết sẵn rồi, mọi người có thể mua luôn cũng được. Nhưng mà mình lại muốn customize theo sở thích của người nhận nên là đã tự tay chọn luôn. Ban đầu thì cũng hơi bối rối đấy bởi vì nhiều màu quá mà. Thế nên là mình đã mạnh dạn nhờ các bạn nhân viên hướng dẫn nha. Và các bạn ấy đưa cho mình một cái bảng màu gợi ý. Sau rồi mình chỉ cần chọn kiểu dáng và kích thước mình ưng nữa thôi. Sau 30 phút mày mê mix and match thì đây chính là thành quả của mình này. Bây giờ mình chỉ cần chọn hộp với thiết kế Tết nữa là ok. Vào shopping một lúc thì mình thấy khách ở đây chủ yếu là người nước ngoài vì nằm trong khu Thảo Điền. Và có một cái khoảnh khắc mình thấy rất là đáng yêu và cũng nhớ mãi, đó là các bạn ấy luôn hỏi khách là có mang lên máy bay hay không. Nếu mà có thì các bạn ấy sẽ bọc kỹ, thật là kỹ. Nếu mà không mua quà Tết thì mọi người đi dạo một vòng vẫn có thể sắm được đồ cho nhà của mình luôn, như là khay đựng trái cây màu sắc cho năm mới khởi sắc, hoặc là mấy chú pet tí hon được điêu khắc bằng gỗ này. Và trong lúc đợi thanh toán thì anh chủ có mời mình ăn kẹo Tết, nhưng mà mấy cái cục kẹo này trông cute quá, mình không nỡ ăn bởi vì mình hay quên, nên là mình hy vọng những món quà nhỏ này sẽ thay mình gửi gắm kỷ niệm lời cảm ơn cho một năm nữa đồng hành cùng nhau.